SÁCH XUẤT HÀNH XUẤT HÀNH CHƯƠNG MỘT Sau đây là tên những con cái Israel đã đến Ai Cập với ông Jacob. Mỗi người đem theo gia đình mình. Reuven, Simeon, Levi và Judah, Itzhakha, Zevulun và Benjamin, Dan và Naphtali, Gad và Asher. Dòng giống ông Jacob tính tất cả là bảy mươi người. Ông Giuse thì đang ở bên Ai Cập. Rồi ông Giuse qua đời, cũng như anh em ông và tất cả thế hệ đó. Còn cái Israel sinh sôi nảy nở, nên đông đúc và ngày càng hùng mạnh. Họ lan tràn khắp xứ. Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai Cập. Vua này không biết ông Giuse. Vua nói với dân mình. Này đám dân con cái Israel đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó. Đừng để chúng nên đông đúc. Kéo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ. Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công để hành hạ họ bằng những việc khổ sai họ phải xây cho Pharaoh các thành làm kho lương thực là Pithom và Ramses. Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Israel. Người Ai Cập cưỡng bách con cái Israel lao động cực nhọc. Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc. Phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm. Vừa Ai Cập nói với những bà đỡ đi giúp sản phụ Hippri, một bà tên là Sipra, một bà tên là Pua. Khi đỡ cho sản phụ Hippri, các người hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Nếu là trai thì giết đi. Nếu là gái thì để cho sống. Nhưng các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa Nên không làm như vua Ai Cập đã truyền Và cứ để cho con trai sống Vua Ai Cập bèn gọi các bà đỡ đến và hỏi Tại sao các ngươi làm thế Và cứ để cho con trai sống Các bà đỡ thưa với Pharaoh Đàn bà hiếp ri không như đàn bà Ai Cập Họ khỏe lắm Bà đỡ chưa kịp đến Thì họ đã sinh rồi Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà đỡ, còn dân thì trở nên đông đúc và rất hùng mạnh. Vậy, vì các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên người đã cho họ có con để nối dòng. Phá-ra-ô ra lệnh cho toàn dân của mình. Mọi con trai hiếp ri sinh ra, hãy ném xuống sông Ninh. Mọi con gái thì để cho sống.